Hải Hội Thánh Hiền Lục, kết tập đệ tử Hòa Thượng Hải Hiền, tập 6, chương 31, cảnh giới niệm Phật của lão Hòa Thượng. Ở Nam Dương, khi lão Hòa Thượng Hải Hiền nói về niệm Phật với mọi người, từng nói không niệm đến nhất tâm bất loạn, không cho là niệm, có thể thấy được công phu niệm Phật của ngài sâu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở Nam Dương đa số đều ở nhà cư sĩ Lưu niệm Phật đường Nghĩa Ô. Ngài đều thức dậy lúc 2 giờ mấy sáng, sau đó thắp hương niệm Phật, lạy Phật, nhiễu Phật. Một buổi sáng, cư sĩ Lưu nhìn thấy trong lư hương còn rất nhiều chân nhang sau khi đốt xong. Cư sĩ Lưu rất hiếu kỳ, vì sao hôm nay không giống như mọi ngày. Lúc ăn sáng, cư sĩ Lưu bàn hỏi lão Hòa Thượng, vì sao hôm nay thắp nhiều nhang như vậy. Lão Hòa Thượng nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Cư sĩ Lưu lại càng hiếu kỳ hơn, nên quấn lấy lão Hòa Thượng nhất định phải nói. Cư sĩ Lưu bảo đảm với lão Hòa Thượng sẽ không nói ra ngoài. Dừng một chút, lão Hòa Thượng nói với cư sĩ Lưu, tôi thấy cả bầu trời đều là A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cũng đã nói với Pháp Sư Ấn Chí nhiều lần, hoặc là khi ngài niệm Phật, hoặc là khi ngài không niệm Phật, rất nhiều lần đều là trên trời đang niệm Phật, dưới đất cũng đang niệm Phật. Niệm Phật của trời đất dung hòa thành một thể, trời đất đều đang niệm Phật. Có lúc là lão Hòa Thượng niệm Phật, dẫn phía trên, phía dưới cùng nhau niệm Phật. Có lúc là phía trên, phía dưới niệm Phật, dẫn ngài niệm Phật. Lão Hòa Thượng còn nói với Pháp Sư Ấn Chí, người trời đang niệm Phật, người trời đang đọc kinh Vô Lượng Thọ, dưới đất đang niệm Phật, trời đất dung hòa thành một thể, kết thành một thể. Công phu của lão Hòa Thượng niệm Phật thuần, không có tạp niệm, ngài mới có thể nhìn thấy tất cả pháp đều là A-di-đà Phật. Thông thường tình trạng này, người niệm Phật niệm đến công phu thành phiến thì cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật rồi. Công phu thành phiến là cảm, A-di-đà Phật sẽ có ứng. Niệm đến công phu thành phiến, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không có niệm nào khác, thì lúc này Phật hiện tiền. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật không phải từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến đây, Phật không có đi lại, là do nơi xuất sanh, tùy nơi diệt tận. Đây là chân tướng của tất cả pháp. Tháng 10 năm 2012, mấy tháng trước khi lão Hòa Thượng vãng sanh, vào lần cư sĩ Nam Dương thăm hỏi lão Hòa Thượng, mấy vị cư sĩ trẻ tuổi thỉnh giáo lão Hòa Thượng niệm Phật có cảm ứng gì. Mọi người rất thích thú đối với việc này. Lão Hòa Thượng nghe xong nói với họ, cái gì cảm ứng hiếm lạ, đừng cầu, tất cả đều tự nhiên mới tốt. Tiếp đó lão Hòa Thượng lại trầm ngâm suy nghĩ mà nói đạo, niệm Phật à, mỗi buổi tối khi tôi niệm Phật, chỉ thấy trên giường, dưới giường, trong phòng, ngoài phòng, toàn là người, đầy khắp căn phòng đều là chúng sanh đang nghe tôi niệm A-di-đà Phật. Đến khi trời sáng không thức dậy nổi, thì nghe thấy có người nói bên tai, mau dậy đi, niệm Phật rồi. Thật sự rất kỳ diệu. Những chuyện như cảm ứng hiếm lạ, đừng có mong cầu, cho dù đó là thật hay là giả. Nếu như cầu những thứ này thì bản thân thụt lùi rồi, bởi vì chúng quấy nhiễu tâm thanh tịnh của chúng ta, ô nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta, chúng làm cho chúng ta mất đi tâm bình đẳng. Đây đối với chúng ta là chướng ngại lớn. Vì vậy lão Hòa Thượng nói đừng cầu. Nhưng mà các vị cư sĩ đối với cảnh giới niệm Phật của lão Hòa Thượng thật sự là rất muốn biết. Vì vậy cư sĩ Lưu thay mọi người hỏi lão Hòa Thượng, họ muốn hỏi ngài, xin ngài niệm Phật
có niệm được cảnh giới gì chứ? Có cảnh giới gì có thể nói với quý vị sao? Lão Hòa Thượng cười mà nói: chưa đến lúc. Nếu như quý vị xuất gia rồi, vào trong giới đàn sẽ có người nói với quý vị. Một vị nữ cư sĩ thanh niên rất kỳ vọng, nhịn không được xen vào nói: ngài nói cho chúng con nghe với. Lão Hòa Thượng cười và nói với cô ấy: nói cho cô à, điều đó không nói được, không thể nói. Nói xong, nét mặt của ngài trở nên nghiêm nghị. Nói chuyện khổng mãn rồi, như vậy không tốt, sau này đoạn thọ mạng của cô. Cô biết được thiên cơ thế nào, nhìn thấy rồi không được nói. Khẩu mãn là chỉ nói chuyện cuồng vọng, nói khoác. Đây là một tục ngữ của Nam Dương. Vị nữ cư sĩ này không cam tâm, lại hỏi thêm một câu: vậy ngài đã thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc chưa? Lão Hòa Thượng không trực tiếp trả lời cô ấy, quay đầu qua kia nhìn vị cư sĩ kế bên tiếp tục nói: trời tối rồi, thấy gì chứ? Lão Phật gia đã nói gì với cô? Đừng nói. Lão Hòa Thượng vừa nói vừa lắc tay. Một chàng trai hỏi: lão Phật gia không cho nói à? Quý vị tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời đánh đó. Lão Hòa Thượng tiếp tục nói: nếu như quý vị gặp ai cũng nói, lần sau họ sẽ không nói cho quý vị biết. Nếu như quý vị xuất gia rồi, trong giới đàn phải tu hành như thế nào, họ đều nói ra cho quý vị biết. Thích xuất gia thì có thể xuất gia, nếu không thích xuất gia, quý vị là một lão trai công, chỉ niệm A-di-đà Phật, niệm cho đến khi được dứt tâm bất loạn, lão Phật gia sẽ đến để dặn dò quý vị. Những người nhanh miệng thì sẽ không nói, không được nói. Niệm đến nhất tâm bất loạn, lão Phật gia đều biết. Nếu quý vị tu hành tốt rồi, trong tâm người ta đều biết rõ, đều nhìn quý vị, đều theo dõi quý vị đó, thành thật niệm Phật. Mọi người đã chẳng còn hứng thú muốn biết về những cảnh giới có liên quan. Vị cư sĩ lần đầu tiên gặp mặt thì bị lão Hòa Thượng nhắc nhở phải quản tốt cái miệng của cô. Muốn tri hỏi đến cùng lão Hòa Thượng nhất tâm bất loạn rốt cuộc là cảnh giới gì, cô mới vừa mở đầu thì bị lão Hòa Thượng ngắt lời, cười nói với cô: nhất tâm bất loạn làm sao nói cho cô biết, không thể nào nói được. Cô ấy nghe rồi chỉ cảm thấy rung động. Cô bỗng chốc từ ghế sofa đứng dậy, không nhịn được muốn chia sẻ với mọi người vài câu. Lời vẫn chưa nói ra, hai tay của cô đã xúc động không làm chủ được, đã khô tay rồi. Lão Hòa Thượng như thường ngày từ từ mà nói với cô: cô không cần khô tay múa chân, dùng miệng nói, tay đừng nói. Vừa nói ngài lại vừa học theo cô ấy dùng tay khô vài cái. Nếu như có người hỏi lão Hòa Thượng: ngài đã thấy A Di Đà Phật chưa? Ngài sẽ khẳng định mà nói cho quý vị biết: thấy rồi. Nhưng là đã thấy bao nhiêu lần, ngài không nói. Khi pháp sư Tịnh Không giảng kinh đã nói nhiều lần, ngài tin tưởng lão Hòa Thượng Hải Hiền một đời này không chỉ thấy A Di Đà Phật một lần, chỉ là lão Hòa Thượng không chịu nói. Lão pháp sư Tịnh Không nói người có tính cách như lão Hòa Thượng Hải Hiền nhiều nhất là 3 năm niệm Phật thì có thể được định. Trong Tịnh Độ Vãng Sanh Truyện và trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những tấm gương cụ thể niệm Phật 3 năm thì có thể thành tựu, có thể được định rất nhiều, rất phổ biến. Niệm Phật 3 năm được định gọi là công phu thành phiến. Đây không phải là định rất sâu, nhưng chỉ cần công phu thành phiến thì có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà còn có thể tự tại vãng sanh. Cũng có không ít ví dụ những người sau khi đạt được công phu thành phiến, họ vẫn còn thọ mạng, nhưng mà không cần nữa, cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn họ vãng sanh. Sau khi đạt được công phu thành phiến thêm 3 năm nữa, nhất định có thể được sự nhất tâm bất loạn, chính là được tâm thanh tịnh. Lúc này tất cả ô nhiễm trong tâm phải đều không còn. Tâm thanh tịnh có thể khai tiểu trí huệ,
tâm thanh tịnh là cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật, đạt được sự nhất tâm bất loạn. Thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hầu như họ đều biết. Cho nên lão hòa thượng Hải Hiền nói ngài cái gì cũng biết. Tiếp tục thêm 3 năm, từ sự nhất tâm bất loạn nâng cao thì được lý nhất tâm bất loạn. Trong Tịnh Độ Tông, cảnh giới chứng được lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ trong Thiền Tông, đại khai viên giải mà giáo hạ nói. Pháp sư Tịnh Không nói, lão hòa thượng Hải Hiền 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài một câu Phật hiệu, đến lúc ngài 30 tuổi nhất định chứng được niệm Phật tam muội rồi, nhiều nhất là thêm 10 năm, lúc 40 tuổi đại triệt đại ngộ. Đối với cảnh giới của chính mình, kỳ thực lão hòa thượng đã để lộ chút tin tức cho chúng ta. Ngài nói cái gì tôi cũng biết, cái gì ngài cũng biết, chỉ là ngài không nói. Cái gì cũng biết chính là minh tâm kiến tánh. Không phải minh tâm kiến tánh không thể nói câu này, nếu không là đại vọng ngữ. Cái gì cũng biết, Phật pháp, thế pháp, quý vị đi hỏi ngài, ngài đều biết, không có gì không biết. Lão hòa thượng ấy giống như đại sư Huệ Năng, kinh điển chứ niệm qua lần nào đều không biết một chữ. Đại sư Huệ Năng còn được nghe Ngũ Tổ giảng kinh nửa bộ kinh Kim Cang. Lão hòa thượng Hải Hiền ngay cả một lần nghe giảng kinh cũng không có. Nhưng nếu như quý vị niệm kinh văn cho ngài nghe, ngài sẽ giảng giải cho quý vị. Những điều ngài giảng giải chắc chắn không sai. Pháp sư Tịnh Không tán thán rằng trong thời đại của chúng ta còn xuất hiện người như vậy rất hiếm thấy. Thiền Tông đời Đường xuất hiện một vị Huệ Năng, Tịnh Độ Tông ngày hôm nay xuất hiện một vị lão hòa thượng Hải Hiền. Chương 32: Lạy Phật phải lạy ra tượng tánh. Mùa xuân năm 2012, người thanh niên đã nhặt một sợi mì khi ăn, đã cùng với bạn đến chùa Lai Phật, nhìn thấy lão hòa thượng Hải Hiền đang ngồi trong phòng vá đồ, liền bước thẳng vào đảnh lễ ngài. Lão hòa thượng cản anh ta lại, hỏi rằng: đi lạy Phật chưa? Dạ chưa. Lão hòa thượng chỉ bồ đoàn dưới đất nói: con lạy Phật trước. Người thanh niên dời bồ đoàn dưới đất đến trước tượng Phật, đảnh lễ ba lạy. Lão hòa thượng nhìn anh ta đứng lên sau khi lạy xong, cười và nói: ta chỉ con lạy Phật như thế nào rồi, con vẫn chưa học được à? Lạy Phật phải giống như cáp bô, sống lưng phải để cho ngay. Người thanh niên vội vàng đánh lễ lão hòa thượng, cam đoan với lão hòa thượng rằng: con nhớ rồi, sau này lạy Phật nhất định đạt chuẩn. Lão hòa thượng không ngớt lời nói: tốt, tốt. Sau đó cố ý giải thích với anh ta: cáp bô chính là con cóc đó. Làm cho mọi người cười không dứt. Mỗi khi có người đánh lễ lão hòa thượng, ngài đều vui cười hớn hở mà nói: đừng lạy phàm tăng như tôi, đi lạy Phật. Mỗi khi ngài nhìn thấy tư thế của các vị cư sĩ tạp loạn không có oai nghi, thì sẽ lập tức giảng giải với mọi người: lạy Phật tâm phải thành, sống lưng phải ngay, để chén nước cũng không rơi vãi. Khi lạy xuống tư thế phải như con cóc. Ngài vừa nói lại vừa làm mẫu mấy lần cho mọi người xem. Lạy Phật cũng là phương pháp tu hành Phật pháp. Lạy Phật, cúng Phật đều là tu phước. Khi lạy Phật, tuy rằng thân đang động, nhưng tâm là thanh tịnh. Trong tâm không thể có ý niệm gì, không thể có vọng niệm. Người mới bắt đầu học, trong tâm luôn có ý niệm. Lúc này phải buông bỏ ý niệm, chuyên niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật là tu định. Khi niệm Phật, ý niệm tập trung vào câu Phật hiệu này, không để nó phân tán. Thời gian lâu rồi, công phu sâu rồi, tự nhiên sẽ không có vọng niệm nữa. Khi đó thành công rồi, gọi là đắc định. Định có thể mở mang trí huệ. Định khởi tác dụng chính là trí huệ, gọi là nhân giới đắc định.
nhân định khai huệ. Một ngày nào đó, trí huệ hiện tiền, tinh thông tất cả. Cho dù ngày tháng khó khăn thế nào, công phu tu hành của lão hòa thượng ấy hiện chưa từng gián đoạn. Ngài hằng ngày thắp nhang, lạy Phật, niệm Phật, đặc biệt là niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn. Niệm mệt rồi, lên giường nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi xong rồi, ngồi dậy tiếp tục niệm Phật, tiếp tục lạy Phật. Vô cùng linh hoạt, vô cùng tự tại, không có chút gò bó nào. Mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong rồi thì tiếp tục làm. Lão hòa thượng ấy hiền bình thường lạy Phật, không quỳ trên bồ đồ. Lúc nào lạy Phật cũng quỳ dưới đất. Ngài đối với Phật cung kính chân thành đến cực độ. Ngài nói lạy Phật là phải lạy ra tượng tánh, lạy ra tâm thanh tịnh. Có một lần Ngài ở Phật đường Lục Phương Phật ở Nam Dương lạy Phật. Cư sĩ muốn đặt một tượng Phật ở trong phòng của Ngài. Ngài nghe xong rồi nói, chủ yếu là tôi phải niệm ra tượng tánh Phật thì thành công rồi. Phật là chân tâm của chúng ta, là tự tánh của chúng ta. Chúng ta niệm Phật, lạy Phật, mục đích chính là phải niệm ra tự tánh Phật, lạy ra tự tánh Phật. A-di-đà Phật chính là chân tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta niệm niệm đều là A-di-đà Phật, chính là niệm niệm đang khai phá tự tánh của chúng ta. Niệm ra tự tánh Phật rồi, lạy ra tự tánh Phật rồi, chính là minh tâm kiến tánh, vậy thì thành Phật rồi. Chương 33, chăm chỉ niệm. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh là dùng thân giáo, dùng ngôn giáo. Lão hòa thượng ấy hiền vô cùng từ bi, Ngài hiện thân thuyết pháp cho chúng ta, cũng là thân hành ngôn giáo. Thân giáo của Ngài là quan trọng nhất, để làm cho mọi người thấy ngôn giáo của Ngài chính là dạy người phải lão lão thật thật niệm Phật, trì giới niệm Phật, buông xả tự tư tự lợi. Khi có người đến thỉnh giáo với Ngài, câu giải đáp của Ngài rõ ràng vắn tắt, để người nghe xong dễ dàng nhớ mà lại hoan hỷ tiếp nhận. Lão hòa thượng ấy hiền bình thường không thích nói chuyện, trừ khi nói đến niệm Phật. Ngài thường nhắc nhở những người bên cạnh phải chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả. Đây là câu nói đầu môi của lão hòa thượng, là câu nói mà lão hòa thượng nói nhiều nhất. Ngài có cơ hội thì dùng câu này để khuyên nhắc người khác, thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người, đúng là từ bi đến cùng cực. Phật trong Đại Thừa Giáo nói cho chúng ta biết vũ trụ là giả, không phải thật. Trong Kinh Kim Cang miêu tả rằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bài kệ này nói rõ chân tướng của vũ trụ là giấc mộng. Tồn tại của nó giống như hạt sương, mặt trời vừa mọc lên, hạt sương mau chóng khô mất, không còn nữa. Cũng giống như cái chớp điện, sau cái chớp điện, ngay cả dấu vết cũng không tìm được. Vì vậy, nói vũ trụ không phải là thật, là giả. Vũ trụ từ đâu đến? Vạn vật từ đâu mà đến? Sinh mạng từ đâu mà đến? Tôi lại từ đâu mà đến? Lục Tổ Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng, trong lúc khai ngộ đã nói vài câu, trong đó có một câu cuối cùng đã giải đáp được những nghi vấn. Ngài nói hà kỳ tượng tánh, năng sanh vạn pháp. Không thể nghĩ đến tự tánh của chúng ta có thể sanh vạn pháp, cũng tức là nói tự tánh của chúng ta có thể sanh vũ trụ, có thể sanh tất cả pháp, có thể sanh sinh mạng. Ta từ đâu đến là tự tánh biến hiện. Lão hòa thượng ấy hiền hiểu rõ đạo lý này. Ngài thường nói với người khác phải niệm A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này là thật, ngoài câu Phật hiệu ra toàn là giả. Pháp sư Tịnh Không nói
chỉ có người minh tâm kiến tánh mới có thể nói ra những lời như vậy. Đây là chân tướng sự thật. Đã là giả rồi thì nên buông xả, thì không cần phải quan tâm đó. Thật sự phải nắm chắc thế giới cực lạc là thật, A-di-đà Phật là thật. Niệm Phật vãng sinh thế giới cực lạc thì thành Phật rồi. Đây là sự thật, còn lại đều là giả, không có gì là thật cả. Đại sư Vĩnh Gia Triều Đường nói: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác khẩu không không vô đại thiên. Mộng đại diện cho mê, giác đại diện cho ngộ. Ý nghĩa của câu nói này chính là nói lục đạo luân hồi. Khi mê thì có, sau khi giác ngộ rồi mới biết vốn dĩ không có lục đạo luân hồi. Nếu như người tu hành cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cái này cũng nghĩ, cái kia cũng nhớ thì phiền phức rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cao minh, cái gì ngài cũng không nghĩ, cái gì cũng không cần, tất cả tùy duyên. Việc có lợi ích cho chúng sanh, nếu có duyên thì làm, không có duyên thì không làm, đừng phán duyên. Lão Hòa Thượng thường khuyên người phải chăm chỉ niệm Phật. Phàm là những người từng thân cận với ngài, bất luận là già trẻ lớn bé, ngài gặp người khác đều là câu nói này: chăm chỉ niệm Phật. Chỉ cần chăm chỉ niệm Phật mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, mới có thể đi đến nơi tốt được. Ngài còn nói rõ ràng với mọi người: niệm Phật nhất định phải niệm đến công phu thành phiến mới có thể tự tại vãng sanh Tây Phương. Một ngày giữa mùa thu năm 2012, có vài vị cư sĩ vùng khác đến chùa lái Phật. Họ đến tự viện, liền đến hỏi thăm Lão Hòa Thượng Hải Hiền trước. Lão Hòa Thượng đang ngồi ở đó chĩa củi. Sau khi mọi người đánh lễ ngài thì đến cầu Lão Hòa Thượng khai thị vài câu cho mọi người. Lão Hòa Thượng vẫn ngồi ở đó, vừa chĩa củi vừa nói: không có gì để khai thị, chăm chỉ niệm Phật. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Mọi người nghe xong rất hoan hỷ, đều vỗ tay. Ngài tăng thêm ngữ khí, lại nhấn mạnh lần nữa: thật sự không có việc gì khó đâu. Câu nói trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên của Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tăng trưởng tính tâm và nguyện tâm của người niệm Phật. Chuyên là chuyên nhất, cũng chính là một môn thâm nhập trường thời huân tu. Huân tu lâu rồi mới có ngộ, cũng chính là người xưa thường nói: độc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Đây là lý niệm và phương pháp liên quan đến học tập trong truyền thống Trung Quốc. Lý niệm là một môn thâm nhập trường thời huân tu, phương pháp chính là độc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Vì vậy chỉ cần một môn thâm nhập trường thời huân tu nhất định có thể thành tựu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không ngừng nói với người khác: người có thể niệm Phật đều là người có phước đức lớn, thiện căn lớn, nhất định phải nắm bắt nhân duyên lớn và tốt này. Lão thật niệm Phật, đời này thành tựu. Phật thuyết A-di-đà kinh là một trong ba kinh tịnh độ. Trên kinh nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Nói một cách khác, đối tượng của tịnh tông là người có thiện căn phước đức nhân duyên. Chỉ cần có đầy đủ ba điều kiện này, bất luận già trẻ lớn bé, thông minh đần độn, nhàn rỗi bận biểu, không có ai không thành tựu. Thiện căn là gì? Thiện căn là trí tuệ, vừa tiếp xúc là không ngoại nghi, liền tin tưởng, đây là thiện căn. Thành thật nghe lời, thật làm là thiên phú, sinh ra là đã có, đây gọi là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là định, là tâm thanh tịnh, trong tâm không bị ô nhiễm, chân thành với người,
không dùng vọng tâm, cung kính tất cả. Một người có ba điều này, chân thành, thanh tịnh, cung kính, người này có phước. Lão Hòa Thượng còn giảng giải cho mọi người về một đoạn công án trong kinh Pháp Hoa: nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Đoạn công án là nói khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, có một người muốn cầu Phật cho mình xuất gia thế độ. Phật đợi các vị đệ tử vừa chứng đắc A-la-hán quan sát xem người này có thiện căn hay không. A-la-hán có thể nhìn thấy kiếp trước nữa của người khác, tổng cộng có thể nhìn thấy 500 kiếp. Kết quả mọi người nhìn thấy được là người này trong 500 kiếp không có kết duyên với Phật, không có thiện căn thì làm sao học Phật. Nhưng Phật đồng ý cho anh ta xuất gia, thành tựu anh ta xuất gia, và nói với đại chúng: vô lượng kiếp trước anh ta từng là tiều phu, làm người trẻ củi. Có lần anh ta gặp phải con hổ trên núi, anh ta trèo lên cây để tránh nạn. Trong lúc không biết phải làm thế nào, anh ta đã la lên một tiếng Nam Mô Phật. Chính là chủng tử này hôm nay chín muồi rồi, cho nên Phật độ anh ta xuất gia. Thời gian của vô lượng kiếp, thời gian này không có cách nào để hình dung. Nghiệp duyên của một câu Nam Mô Phật trong vô lượng kiếp trước, đến khi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật thì chín muồi. Cho nên có nhân tất có quả. Nói xong đoạn công án này, Lão Hòa Thượng lại trước sau như một khuyên mọi người phải niệm Phật. Ngài nói: chăm chỉ niệm Phật, chăm chỉ tu đều có thể thành Phật. Nếu như quý vị không tu làm sao được chứ? Quý vị làm giống như tôi mấy chục năm nay, mỗi ngày rạng sáng 3 giờ thức dậy. Tôi thức dậy thắp nén nhang, tôi ngồi xuống niệm Phật, chuyển sang nhiễu Phật. Nhiễu Phật mệt rồi thì dựa vào đó vẫn niệm Phật. Đó không phải chỉ trong một chốc lát thì có thể tu tốt được. Lão Hòa Thượng ấy hiền dạy người khác niệm Phật, sẵn sàng nhắc nhở, không sợ phiền hà. Ngài nhìn các cư sĩ từ bi mà lại khẩn thiết tiếp tục dặn dò rằng: phải chăm chỉ niệm Phật. Niệm Phật xong, sau đó vào trong Phật đường hồi hướng, hồi hướng. Không được nói tôi niệm câu A-di-đà Phật là được rồi, không niệm đến nhất tâm bất loạn, không cho là niệm. Người không học cho tốt không được. Lão Hòa Thượng nhắc nhở mọi người phải hồi hướng. Hồi hướng là gì? Phật nói cho chúng ta biết, đem công đức một đời tu học của chính mình, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, như vậy gọi là hồi hướng. Chương 34. Lão Hòa Thượng và đệ tử của ngài. Trong số đệ tử của Lão Hòa Thượng Hải Hiền có rất nhiều vị đều vô cùng ưu tú. Các đệ tử của ngài sau khi xuống núi chia đều ra Đại Giang Nam Bắc, Ngũ Đại Sơn, Phổ Đà Tự, Tiếu Lâm Tự, Bạch Mã Tự, Minh Sơn Cổ Sát, đều có đệ tử của ngài truyền thừa sư đạo, hoằng pháp lợi sanh. Vả lại đa số đều chịu trách nhiệm phụ trách việc chính trong đạo tràng tự viện. Như pháp sư Ấn Tùng, thủ tọa Thiếu Lâm Tự mà nhiều người đều biết đến, là Lão Hòa Thượng Hải Hiền Thế Độ. Là như pháp sư Ấn Tòng, khôi phục lưỡng tọa Cổ Sát ở Nam Dương, cũng là đệ tử của Lão Hòa Thượng. Ở đây chỉ ghi nhận câu chuyện cuối đời của Lão Hòa Thượng và vài vị đệ tử. Pháp sư Ấn Chí, hiện tại người trụ trì chùa Lai Phật là pháp sư Ấn Chí, người tiếp đối của Lão Hòa Thượng. Mùng 3 tháng 3 âm lịch năm 1986, ngài và Lão Hòa Thượng Hải Hiền quen biết. Lúc đó ngài vẫn chưa xuất gia. Trước mấy ngày quen biết Lão Hòa Thượng, ngài phát hiện một cháu trai đồng tộc với ngài
cũng là bạn chơi đùa của ngài lúc nhỏ, không ăn thịt uống rượu cùng ngài nữa. Ngài theo hỏi cho đến cùng, thì ra người ta đã quy y Tam Bảo dưới tòa của lão hòa thượng Ngai Hiền ở chùa Lai Phật, thọ năm giới, pháp sư ấn chí, chịu ảnh hưởng của người mẹ, cả đời ăn chay niệm Phật, không những không phản cảm đối với học Phật mà còn hướng vào đó. Chính là một nhân duyên như vậy, ngài chơi chung với cháu trai đồng tộc, mấy ngày sau cùng nhau đến chùa Lai Phật xin quy y. Pháp sư ấn chí vừa gặp lão hòa thượng Ngai Hiền thì cảm giác như gặp được người thân. Trong mắt của ngài, lão hòa thượng thân thiết, từ bi, lương thiện làm sao. Sau ngày hôm đó, chỉ còn vài ngày ngài không đến tự biệt, không gặp được lão hòa thượng thì cảm thấy nhớ, trong lòng rất đôn nóng. Thế là cứ cách 10 ngày đến nửa tháng thì ngài đến tự viện một lần. Khi đó nhà của ngài vẫn chưa có xe đạp, mỗi khi đi bộ đều mất 2-3 tiếng đồng hồ. Tháng 9 năm 1987, vì bận việc đồng án, pháp sư ấn chí đã 3 tháng rồi không đến thăm lão hòa thượng. Vào buổi sáng ngày này, pháp sư ấn chí đang ăn sáng với hàng xóm ở bên ngoài, chỉ thấy lão hòa thượng đang nâng cái gùi đi về hướng của ngài. Pháp sư ấn chí để chén đũa xuống, nhanh chóng chạy qua đó. Ngài khấu đầu với lão hòa thượng rồi hỏi: thầy đang đi đâu vậy? Đến thăm con đó. Pháp sư ấn chí nắm chặt lấy tay của lão hòa thượng, cảm động đến rơi nước mắt và hỏi: sư phụ, thầy đến đây có việc gì sao? Không có gì, đến thăm con, lâu rồi con không đến từ biệt, xem con đang bận làm gì, có lười biếng niệm Phật không? Làm phiền một vị lão hòa thượng 87 tuổi đặc biệt đường xa để đến thăm ngài, pháp sư ấn chí liền cảm thấy muôn phần hổ thẹn. Sau khi pháp sư ấn chí xuất gia ở chùa Lai Phật, lão hòa thượng Ngai Hiền nói với ngài: ở đây chúng ta chuyên tu niệm Phật, không làm kinh sám Phật sự. Chẳng thà không có chùa, không thể không có đạo. Chẳng thà không có người, không thể không có pháp. Khi mới bắt đầu ở đạo tràng, pháp sư ấn chí cảm thấy rất mới lạ, vì vậy tu học rất tinh tấn. Nhưng thời gian lâu rồi thì cảm thấy đơn điệu nhàm chán rồi, ngài không nhịn được muốn ra ngoài chuyển đổi, muốn tìm một con đường tắt khác. Hình như lão hòa thượng nhìn ra suy nghĩ của ngài, nói với ngài: tìm nam chạy bắc không bằng giữ ngôi chùa nhỏ. Nhưng pháp sư ấn chí nghe không vào tai những lời của sư phụ, thế là ngài rời khỏi sư phụ đến các tự viện khác tham học. Rồi trải qua 5-6 năm tham học, ngài mới phát hiện nhiều năm tu hành của mình đã phí công vô ích. Ngài hoàn toàn thất vọng. Năm 2003, trong lúc thất vọng cực độ, ngài nhớ đến lời giáo huấn của sư phụ. Sau đó ngài trở về bên cạnh sư phụ, sám hối với sư phụ. Lão hòa thượng Hay Hiền không hề có một câu trách tội. Ngài nhìn pháp sư ấn chí và pháp sư ấn hàm, ôn tồn mà nói: nếu như các con không muốn ở chùa Lai Phật, có thể đến núi Đồng Bách, chùa Tháp Viện cũng là đạo tràng của ta, bên đó hoàn cảnh tốt hơn bên này. Lão hòa thượng lấy mấy ngàn ra, mời người giúp đỡ mua một cái máy cày để cày bừa cho hai vị dùng. Nhưng mà khi hai vị đến chùa Tháp Viện ở không bao lâu thì chê đất núi quá dốc, rủ nhau bỏ trốn rồi. Lão hòa thượng Hay Hiền vẫn không trách tội hai đệ tử, ngài lại đích thân đưa pháp sư ấn hàm và ấn chí đến chùa Thiên Phật, dặn dò phải siêng năng tu hành, chấn hưng đạo tràng cổ có 2000 năm lịch sử này. Không lâu sau, pháp sư ấn chí cũng đi theo đến chùa Thiên Phật ở lại lâu dài. Ngày 18 tháng 8
năm 2007, đại thọ lão hòa thượng Hải Hiền 107 tuổi. Pháp sư Ấn Chí về đến chùa Lái Phật chúc thọ sư phụ. Lão hòa thượng gặp ngài rồi chảy nước mắt nói: Ấn Chí, con đừng đi nữa, ta đã qua 100 tuổi rồi, cũng không sống được mấy năm nữa. Nhưng mà đến bây giờ tự viện vẫn chưa tìm được người tiếp nối thích hợp, con đừng đi nữa. Nhìn thấy nước mắt rơi đầy mặt sư phụ, pháp sư Ấn Chí thật không nhẫn tâm cự tuyệt, bèn ở lại bên cạnh sư phụ tận hiếu. Từ lần đầu tiên ngài gặp lão hòa thượng Hải Hiền đến bây giờ đã 21 năm rồi. Mùa thu năm 2008, trước sự chứng kiến của các vị cư sĩ hộ pháp trong thôn, lão hòa thượng trịnh trọng giao phó lại chùa Lái Phật cho đệ tử của ngài, pháp sư Ấn Chí. Lão hòa thượng nói: Tuổi tác ta lớn rồi, đến lúc phải buông bỏ rồi. Chùa Lái Phật giao lại cho con, ta yên tâm, sau này con phải làm thật tốt. Pháp sư Ấn Chí quỳ trước mặt sư phụ nói: Sư phụ, xin thầy yên tâm, con nhất định không để thầy thất vọng. Con sẽ khắc ghi lời dạy của thầy, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, tận phận trách nhiệm bản thân, tùy duyên độ chúng, tiếp tục truyền thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Lai Phật. Về chuyện quản lý tự viện, lão hòa thượng thường khai thị nói: Đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Chẳng thà không có người, không thể không có pháp. Con không đến ta không trách, đến rồi thì phải thọ giới của ta. Ngài lại dặn dò pháp sư Ấn Chí: Không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Còn nói: Không biết không bù, không xứng đáng trụ trì. Ý nghĩa của câu nói này là để pháp sư Ấn Chí có thể nhịn, còn phải nhường, không thể giống như người khác được. Tự viện giao cho pháp sư Ấn Chí. Công việc mỗi ngày của lão hòa thượng Hải Hiền là lao động niệm Phật. Một năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, từng nói với một vị cư sĩ: Tôi không biết chữ, làm sao trụ trì? Bây giờ tôi chỉ niệm Phật của tôi. Pháp sư Ấn Chí thật là một đại hiếu tử. Tháng 11 năm 2011, lão hòa thượng sanh bệnh. Pháp sư Ấn Chí suy xét đến tuổi tác của sư phụ đã lớn, cân nhắc cẩn trọng, ngài đưa lão hòa thượng đến bệnh viện Nhân dân thứ hai, huyện Sa Kỳ trị bệnh. Trong thời gian trị liệu, pháp sư Ấn Chí luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho ân sư. Lão hòa thượng chột bụng, đại tiện làm dơ hết quần áo. Pháp sư Ấn Chí như hầu hạ cho cha mẹ của mình mà lau chùi cho lão hòa thượng. Ngài đút từng muỗng cho lão hòa thượng ăn, còn không ngừng thăm hỏi ân cần. Lão hòa thượng nằm trên giường bệnh, miệng vẫn không ngừng niệm A Di Đà Phật. Lão hòa thượng ở bệnh viện vài ngày. Những ngày này pháp sư Ấn Chí không làm sao chợp mắt được. Đợi khi bệnh tình của mình chuyển đổi tốt rồi, lão hòa thượng nói với pháp sư Ấn Chí: Ta không sao rồi, con cũng nghỉ ngơi đi. Pháp sư Ấn Chí cảm động mà nói: Sư phụ à, sức khỏe của thầy quan trọng, con không dám lơ là. Chỉ cần sức khỏe của thầy tốt rồi thì chính là phước báo của con. Con mong mỏi thầy sớm hồi phục, chúng ta về tự viện. Khi pháp sư Ấn Chí nói câu này, lệ lưng tròng mắt. Những cư sĩ ở đó cũng vì vậy mà xúc động. Cho đến khi lão hòa thượng hồi phục xuất viện, pháp sư Ấn Chí mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lão hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, pháp sư Ấn Chí vô cùng xúc động mà nói với lão hòa thượng Tịnh Không mà ngài tôn kính rằng: Sư phụ đi rồi, nhớ lại nhất ngôn nhất hạnh của sư phụ thật sự đáng kính. Khi sư phụ còn,
chúng con đều kính phục đến năm vóc sát đất. Sau khi sư phụ đi rồi, hồi tưởng lại nhất ngôn nhất hạnh, nhất cử nhất động, thực sự bất giác mà rơi lời. Trong phòng thu âm, mỗi ngày giảng kinh của lão pháp sư Tịnh Không đã treo một tấm hình của lão hòa thượng Hải Hiền. Một ngày tháng 8 năm 2014, pháp sư Ấn Chí đến Hồng Kông bái kiến pháp sư Tịnh Không. Khi ngài nhìn thấy tấm đức tướng của lão hòa thượng Hải Hiền trong phòng thu âm, liền khóc rưng rức. Nhìn qua có thể thấy được sự kính yêu của đệ tử đối với sư phụ. Sau khi lão hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, vì việc ghi chép lại phẩm hạnh cho sư phụ lưu truyền hậu thế, pháp sư Ấn Chí cùng với một nhóm người trèo đèo lội suối, mang theo dãy núi Đồng Bách, tìm kiếm dấu chân mà lão hòa thượng đã đi qua. Có khi họ đi ở những vách núi dựng đứng, bất chợt gặp gió lớn, sức gió mãnh liệt, nếu không để ý thì bị thổi xuống dưới vách núi. Lúc này họ chỉ có thể bám vào nham thạch trên đường trèo về phía trước. Tuy rằng cực nhọc, nhưng thu thập được không ít tư liệu đáng quý. Theo sau cũng có không ít những đệ tử Phật thân cận với lão hòa thượng, viết văn chương chăm chút từng ly từng tí, hồi ước sự gặp gỡ với lão hòa thượng. Pháp sư Ấn Chí lại vì mọi người chỉnh sửa lại những văn chương này để cúng dường cho đại chúng. Những tư liệu này vô cùng quý giá, có thể giúp đỡ những người học Tịnh Tông kiên định tín tâm. Pháp sư Ấn Hàm, một vị đệ tử khác của lão hòa thượng Hải Hiền, pháp sư Ấn Hàm trụ trì của chùa Thiên Phật, trước khi xuất gia từng là một người thân mang bệnh tật, mất hết lòng tin đối với cuộc sống. Trước kia ngài đã từng gặp những sự cố suýt chút mất mạng, nhưng những sự cố này không làm ngài ý thức được là đến lúc phản tỉnh lại chính mình rồi. Năm 1982, ngài lại bị trúng gió trong y học gọi là đứt mạch máu não. Đến năm 1989, bệnh tình của ngài không những không thuyên giảm, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Vào lúc này có người tặng cho ngài một quyển A Di Đà Kinh giải thích bạch thoại và một quyển sách nhỏ Thiện Tài Đồng Tử 53 tham. Trước đó ngài chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần, cái gì cũng không tin, cũng chưa từng đến mộ bái tế tổ tiên, càng không tới chùa chiền thắp nhang lạy Phật. Nhưng lần này ngài tiếp nhận rồi. Khi đọc A Di Đà Kinh giải thích bạch thoại đến trang thứ 17, ngài bắt đầu tin thật sự có thế giới cực lạc. Thế nên ngài hạ quyết tâm phải học Phật cầu sanh cực lạc. Ngài có đứa em gái ruột và năm 1985 đã đến chùa Lai Phật dưới tòa của lão hòa thượng Hải Hiền thế độ làm ni. Pháp sư Ấn Hàm xin vị đi đó nói tình trạng của bản thân với lão hòa thượng Hải Hiền. Lão hòa thượng rất dứt khoát đồng ý nhận ngài làm đệ tử. Ngài thật thà mà nói với lão hòa thượng: con đã không có tiền, con cũng không thể làm việc, chỉ có thể tự mang theo một ít lương thực. Qua mùa xuân năm 1990, người nhà đưa ngài đến chùa Lai Phật, trong xe còn đem theo 400 cân lúa mì và 100 cân ngô. Ngài quy y Tam Bảo chẳng bao lâu thì thế độ xuất gia rồi. Chùa Lai Phật có ruộng đất, mỗi ngày lão hòa thượng Hải Hiền đều ra ruộng làm nông. Tuy rằng pháp sư Ấn Hàm tự đem theo một ít lương thực, nhưng mà mỗi khi đến lúc ăn cơm, ngài vẫn cảm thấy bất an. Ngài liền nói với lão hòa thượng: chén cơm này con không thể ăn, con muốn về nhà. Lão hòa thượng Hải Hiền an ủi ngài rằng: đã đến đây rồi,
thì đừng về nhà nữa. Bèn nói với ngài, trong lúc nửa đêm không có người, con có thể một mình đi ra chánh điện lạy Phật, cầu sám hối, phát đại nguyện. Nguyện lực của con lớn hơn nghiệp lực thì tự nhiên có thể thay đổi vận mệnh. Pháp sư Ấn Hàm nghe lời của sư phụ, mỗi đêm trước 12 giờ ngài một mình ra chánh điện lạy Phật sám hối. Ngài quỳ trước tượng Phật Bồ Tát, nói hết tất cả những ác nghiệp mà bản thân đã tạo, sám hối từ tận đáy lòng. Ngài thường khóc rưng rức. Ngài phát thời, đời này tuyệt đối không hoàn tục, và phát nguyện thời thời khắc khắc phải làm hình tượng tiêu chuẩn của người xuất gia, cả đời vì Phật vinh quang, tuyệt đối không để nhà Phật mất mặt. Nguyện vì chúng sanh cống hiến tất cả, chỉ lo làm ruộng, không khỏi thu hoạch. Pháp sư Ấn Hàm đối với ngôn truyền thân giáo của lão hòa thượng ghi nhớ sâu sắc. Có lần lão hòa thượng để ngài dùng đôi đũa nhúng qua trong một hũ dầu mè 50 cân dùng để trộn rau trộn. Sự tiết kiệm của lão hòa thượng, ngài nhìn bằng mắt, ghi nhớ trong lòng. Sau đó nhiều năm, khi nhắc đến việc này, ngài vẫn còn rất xúc động, nói: chỉ dựa vào điểm này, tôi bái phục thầy cả một đời. Những năm nay, tôi tận lực học tập sự cần kiệm của sư phụ, nhưng bây giờ về phương diện cần cù tôi còn nói được, nhưng về tiết kiệm vẫn còn rất xa, không thể so với sư phụ. Năm 2004, Pháp sư Hải Hiền đích thân đưa ngài và Pháp sư Ấn Chí, tức hai anh em, đến chùa Thiên Phật, còn dặn dò ngài nói: ở đây rất gian khổ, giống như tay trắng dựng cơ đồ, từ viện cổ sư nếu như không thật tu hành vậy thì không thể ở lại được nữa, thần hộ pháp sẽ gây phiền phức. Ta hy vọng hai anh em con phải thật tu thật làm, nếu như tụi con có phước báo, chùa Thiên Phật sẽ hưng thịnh lại đó. Chùa Thiên Phật huyện Sa Kỳ được kiến lập vào năm thứ 6 Vĩnh Bình thời Đông Hán, năm 63 Công Nguyên, còn sớm hơn 4 năm so với chùa Bạch Mã ở Lạc Dương mà Đông Hán Vĩnh Bình xây dựng vào năm thứ 10. Thời kỳ văn cách, chùa Thiên Phật bị hủy hoại nghiêm trọng, văn phòng của từ viện thuộc về trường học sử dụng nhiều năm, cho đến năm 2006 mới trả toàn bộ về cho từ viện. Sau này khi Pháp sư Ấn Hàm ở tự viện đào đất trồng rau, còn đào được một miếng gạch thời Hán, trên đó khắc 4 chữ 6 năm Vĩnh Bình, Pháp sư Ấn Vinh. Năm 2007, sau một lần Phật thất viên mãn, Pháp sư Ấn Vinh, người đã học Phật nhưng chưa xuất gia, đảnh lễ đức tướng của lão Pháp sư Tịnh Không. Khi ngài lạy đến lạy thứ hai, trong tâm phát nguyện: cầu sư phụ thượng nhân gia trì con có thể tìm được một vị minh sư và một đạo tràng Tịnh Tông thuần chính, con muốn chuyên tâm tu hành. Không lâu sau, có người giới thiệu ngài đến chùa Lai Phật huyện Sa Kỳ lễ nhục thân Bồ Tát Pháp sư Hải Khánh. Đến chùa Lai Phật, ngài đã gặp được lão hòa thượng Hải Hiền. Ngài vừa nhìn thấy lão hòa thượng, tức khắc sanh vô lượng hoan hỷ. Ngài bái cầu lão hòa thượng nhận ngài làm đệ tử. Lão hòa thượng không từ chối. 3 ngày sau, lão hòa thượng vui mừng mà nói với ngài: Quán Thế Âm Bồ Tát nói với thầy, vẫn còn một đệ tử đến đây, sau đó thì con đến rồi. Khi đó Pháp sư Ấn Vinh nghe xong không để tâm lắm, ngài còn tưởng lão hòa thượng đang nói sảng. Lúc này người nông dân bên cạnh nói với ngài: lão hòa thượng này thật không đơn giản. Có lần trong thôn đang khoan giếng,
Không mấy ngày rồi vẫn không có nước. Lão hòa thượng đến nhìn, rồi dùng gậy chỉ một nơi khác nói: quý vị khoan ở đây, ở đây có nước tốt. Mọi người làm theo lời của lão hòa thượng khoan giếng. Quả nhiên rất nhanh khoan được nước rồi. Từ đó về sau, pháp sư Ấn Vinh chứng kiến rất nhiều việc bất khả tư nghị của lão hòa thượng. Cuối năm 2009, pháp sư Ấn Vinh tự mình đi đến đạo tràng xưa của chùa Viên Minh đã bỏ hoang nhiều năm. Ngài nhìn thấy một cảnh tượng hoang vắng đổ nát. Ngài bàn phát tâm khôi phục đạo tràng, ở đây hoằng dương pháp môn tịnh độ. Chùa Viên Minh thành lập thời triều Kim, có gần 800 năm lịch sử. Minh, Thanh, Dân Quốc đều có trùng tu. Khi lão hòa thượng ấy hiện hơn 30 tuổi, từng đến chùa Viên Minh tham học. Lúc đó tự viện vô cùng hưng thịnh, có hơn 200 tăng chúng thường trụ. Sau này trong cuộc văn cách, tự viện bị hư hại. Chùa Viên Minh cách chùa Lai Phật khoảng 100 km. Bởi vì chùa Viên Minh chỉ có một mình pháp sư Ấn Vinh, còn có một vị làm cơm lớn tuổi. Vì vậy ngài không thể thường xuyên về thăm lão hòa thượng ngã hiền. Vì báo ân sư phụ, cứ cách khoảng thời gian, pháp sư Ấn Vinh sẽ đón lão hòa thượng qua đó ở một thời gian ngắn. 2-3 năm trước, khi lão hòa thượng vãng sanh, phàm là những tự viện ngài đã kiến lập hoặc là tự viện mà các đệ tử trụ trì, ngài đều phải đến ở một thời gian, đặc biệt phải đến chùa Viên Minh. Một là vì nơi này chỉ có một người xuất gia, pháp sư Ấn Vinh, vả lại cũng xuất gia không lâu. Hai là vì điều kiện tự viện quá gian khổ. Lão hòa thượng từng nói với một vị cư sĩ: tự viện này đặc biệt nghèo, tôi qua ở, gương họ ở đó sẽ hơn chút. Pháp sư Ấn Vinh rất tận tâm, nghĩ đến việc lão hòa thượng ở trên lầu đi vệ sinh không thuận tiện, bằng đặc biệt xây một căn phòng nhỏ có nhà vệ sinh. Lão hòa thượng vẫn luôn kiên trì thức dậy rất sớm để lạy Phật, niệm Phật. Khi ở chùa Viên Minh cũng như vậy. Căn phòng nhỏ của ngài, mỗi ngày vào lúc người khác công phu buổi sáng thì đèn đã sáng, tiếp đó có thể nghe được ngài trong tự viện niệm A Di Đà Phật. Lão hòa thượng giống như trì kim cang, mỗi lần thời gian niệm Phật lên tiếng không lâu, nhưng mà mỗi sáng trong tự viện đều nghe được tiếng của ngài kinh hành niệm Phật thời gian rất dài. Mỗi ngày sau bữa ăn sáng, lão hòa thượng bắt đầu tìm việc để làm. Thường làm thì vài tiếng đồng hồ. Lão hòa thượng và pháp sư Ấn Vinh ở tự viện khai phá đất hoang. Khi lão hòa thượng nhìn thấy pháp sư Ấn Vinh muốn làm việc, ngài đều nói: con không cần làm nữa, đi niệm Phật đi. Pháp sư Ấn Vinh nói: sư phụ à, làm sao có thể kêu thầy hơn 100 tuổi đi làm việc? Người thanh niên chúng con ngược lại đi trốn nhàn rỗi thế. Lão hòa thượng nói: con niệm Phật không niệm ra công phu, vì vậy phải niệm nhiều. Niệm đến mức độ nhất định, cho dù lúc nào cũng đang niệm Phật, khi làm việc ta không làm lỡ việc niệm Phật được. Lão hòa thượng thường nói với pháp sư Ấn Vinh: đừng nhìn ta đang làm việc, ta lúc nào cũng đang niệm Phật trong tâm đó. Lão hòa thượng lúc nào cũng vậy, để một người đi niệm Phật mà chính ngài thì đi làm việc. Vào một ngày mùa hè năm 2010, chùa Lai Phật đang làm pháp hội tâm thề hỡi niệm, đột nhiên bị cúp điện. Một số cư sĩ chịu không được sự oi bức trong niệm Phật đường, đã lui ra hóng gió. Lại nhìn thấy trên vai lão hòa thượng hay hiền đeo cái túi đựng dụng cụ, khiêng một cái thang dài từ tháp viện đi đến. Lão hòa thượng để cái thang tựa vào tường, leo lên trên, lấy dụng cụ ra bắt đầu làm việc. Sau đó một lúc,
thật sự sửa điện xong rồi. Vào lúc lão hòa thượng khiến cái cầu thang chuẩn bị về tháp viện, có cư sĩ tới muốn giúp đỡ. Lão hòa thượng xua tay, cười tích mà nói: "Quý vị tiếp tục niệm Phật đi. Tôi ở đó không nghe thấy tiếng niệm Phật thì biết dây điện lại hư rồi." Lão hòa thượng đặc biệt quan tâm đến đệ tử, ngài rất xem trọng công phu sáng tối. Hầu như mỗi ngày lão hòa thượng đều có ý vô ý mà hỏi pháp sư Ấn Vinh hai lần: "Công phu chưa?" Tuy rằng là câu nói bình thường, câu nói này vẫn luôn khích lệ pháp sư Ấn Vinh dũng mãnh tinh tấn. Sau này mỗi khi ngài giải đãi thì hình như nghe được tiếng sư phụ đang hỏi ngài: "Công phu chưa?" Pháp sư Ấn Vinh đặc biệt kính yêu sư phụ của ngài. Tâm hiếu của ngài đối với lão hòa thượng cũng làm pháp sư Ấn Chí bội phục tán thán. Pháp sư Ấn Chí, pháp sư Ấn Hàm, pháp sư Ấn Vinh phân ra chủ trì ba đạo tràng. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh đều bày tỏ, đạo tràng sau này đời đời kiếp kiếp đều phải chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, tuyệt đối không phụ lòng sự dạy dỗ ân cần và sự kỳ vọng tha thiết của ân sư. Đêm việc tốt đẹp truyền thống của lão hòa thượng tiếp tục truyền thừa, tu tốt lục hòa kính, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, một ngày không làm, một ngày không ăn.